gì mà chính Giê-xu. Có chính Giê-xu. Tám chân. Có tám chân. Đứng lên được kìa. Trời ơi, hai người hốt, hốt đồ. Chú Bảy, chụp tấm hình kỷ niệm chú Bảy ơi. Buồn thật. Cái gì vậy cháu? Tao lại mày, mày chủ tao làm ăn, mày nằm đi mày đóng vậy rồi. Có khách nào mà tới đây chụp hình mà tao khổ quá mà. À chú chụp hình đó hả? Đi chụp hình kiếm cơm rồi đi chú khách chơi. Từ sáng giờ chưa chụp được tấm nào hả? Chưa con tấm nào hết, khổ quá. Thôi vậy không ấy, chụp cho con tấm à. Chụp thì tiền đâu mày trả tao? Thì coi như chú từ thiện cho con, chú mở hàng cho con đi. Tao chụp cái mày đi phải không? Ờ chụp đi rồi con đi. Mày khép cái chân lại đi chứ vậy sao tao chụp. Rồi. Ờ giờ chú khi nào con lấy hình được chú? Tao bấm chơi chứ đâu có hình. Ờ giờ không nằm nữa. Thôi, để tao rửa ra cho mày. Chiều mày ra lấy nha. Chú mới cười quá, chụp hình không cho người ta lấy hình. Mày đi giùm tao đi, mày đi đi rồi tao chụp cái mấy mối này tao kiếm tiền cho mày. Thôi bây giờ vậy đi. Và coi như là con cho chú mướn cái ghế công viên này. Ghế công viên mà mày mướn gì mày? Cái ghế con đang nằm chú lại chú dành với con mà. Bây giờ không con nằm nữa à, con nằm nữa. Ủa trời thôi nha. Mày đi đi, mày đi đi. Mày đi rồi tao kiếm tiền rồi tao cho mày nha. Cho nha. Cho hứa nha. Đi đi. Ồ không được, lái con quay lại đó, con nói rồi đó. Không phải dữ vậy. Ông mệt không? Mệt rồi, quá mệt rồi. À, không mệt thì tôi ngồi xuống đây nghỉ đi. Ngồi đây đi. Dơ quá làm sao ngồi. Mày đợi chờ. Chùi cái đã. Rồi đó. Ngồi được rồi. Duyệt. Mướn gì vậy? Ở nhà mang theo. Đúng ở nhà mang theo không? Đúng. Duyệt. Nói chuyện với vợ lúc nào cũng đưa cái giọng đánh đạo ra nói chuyện hoài nha, mệt quá. Quen rồi, mới về hưu không có bỏ được. Chừng nào bỏ? Chết mới bỏ. Mệt. Hai người ngồi yên. Để y cái chai nước lên miệng. Mau lên. Trời ơi, ai vậy? Ăn cướp hả? Không biết. Trời ơi, nói phải khen hai người hai ót đẹp quá. Quá đẹp quá. Giờ chụp trước nha. Ủa ông nào? Ông nào quen vậy ta? Ô, giám đốc, trưởng phòng. Ai vậy bà? Chú ba. Ba sĩ nè. Trời ơi. Ba sĩ. À thôi đi chú ơi, tôi nói nghe nè, bây giờ á tụi tôi về hưu rồi. Dạ. Đúng không? Về hưu rồi, đừng có kêu mấy cái chức phận đó ra nữa. Dạ vậy là giờ kêu là nguyên giám đốc. Nguyên trưởng phòng. Duyệt. Dạ. Duyệt nữa. Ông có cái tật vậy á. Nhưng mà hỏi chú nè. Dạ. Ủa sao đi dạo mà đi có mình nè? Bà xã đâu? Dạ đâu có đi dạo đâu. Ủa chứ đi đâu? Đi làm. Rồi đi làm gì đây? Dạ từ ngày mà là giám đốc đuổi em tới giờ á. Em khổ quá, em đi chụp hình dạo. Ủa vậy hả? À, đuổi mày. Đuổi hồi nào vậy? Hay là về hưu rồi đổi thừa chồng tôi nói đuổi? Không có. Sao nó bảo vệ về hưu gì? Ủa vậy hả? Đuổi phải đâu. Vậy đuổi đúng rồi hả? Giám đốc về cái tánh thì tốt lắm nhưng mà có cái ác thôi à. Đang làm gì em bị đuổi. Vậy hả? Mà sao bị đuổi vậy? Bà nội cha mày, tự nhiên mày hung chị mày lần sao? Không phải. Nó nhỏ mà hung rồi đâu. Thấy mày chọt cái mỏ vô cái mặt vợ tao. Nó nhỏ. Nó nhỏ chuyện gì nó lớn đi, nó nhỏ làm chi? Nó lớn luôn phải không? Nó lớn thẳng cho nghe đi, mình là quan minh chính đại, nói thẳng luôn có dấu gì. Thôi thôi, nói thẳng. Dạ thưa trưởng phòng, sở dĩ bị đuổi là đó. Tại vì lúc mà chụp hình giám đốc với lại cái cô Quý á. Nói lớn lên. Nói đàng hoàng đi, cô Quý nào. Cô Quý, chụp với ổng. Rồi tới giờ tự nhiên ông đuổi giờ cái làm gì bị nghiệp, bị trả quả hay sao á. Cầm cái máy đi vòng vòng coi. Trời ơi, hèn gì. Người ta nói nhỏ là người ta lịch sự á. Giọng còn la nữa, cô Thúy nào vậy hả? Tại sao không chụp với tôi? Tôi vợ ông rồi, ông chụp ông đi, chụp với con Thúy nào? Chụp với
với bà sao quá trời. Ông hái này mày trời ơi, tôi nói mày chụp với ai con Thúy nào mày nói tầm bậy với bà chửi thôi. Nhớ bữa Thúy ấy đụng chạy qua chụp dài suốt qua có cái hai người. Nói chuyện đàng hoàng đi chú ba. Tôi nói thiệt giờ tôi tin chú đó, chú kể đàng hoàng đi. Chú làm gì chụp không hiểu được gì hết á. Thôi cái chuyện đó là chuyện hồi đó lúc còn trẻ. Thôi giờ vợ chồng lớn tuổi với lại giám đốc cũng về hưu rồi. Thôi bỏ qua cái đó đi. Không nó đúng là tôi về hưu rồi. Đúng gì? Nói cho rõ ràng đi. Bực mình. Duyệt cái đó. Thì bây giờ mày. Hồi xưa chụp viên Thúy. Sao mày? Chụp viên Thúy nha không? Bây giờ không chụp nữa. Giờ chụp với ai? Ủa trưởng phòng tên gì quên rồi ta? Ngọc. Bây giờ chụp với con Ngọc. Chụp với chị Ngọc. Chị Ngọc nha. Chụp tấm kỷ niệm. Bảo đảm không lấy tiền. Đẹp thì đưa tiền, còn xấu không lấy. Mà giám đốc hồi xưa nha, giám đốc hồi nhỏ giám đốc không có đẹp. Bây giờ nè mới xấu nè. Bây giờ chụp tấm nha. Công nhận chú ba có duyên thiệt á. Trời ơi. Ở ngoài xấu vô đẹp. Mà vô hình mới thấy ghê. Bây giờ vậy nha, bây giờ ba đưa mình chụp tấm kỷ niệm. Đúng rồi, nhưng mà ai chụp? Bây giờ ai chụp cho ba người? Chụp ta. Ai vợ? Ai chụp cho mình? Ai chụp cho ba người? Ê! Bụi! Bụi gì? Bụi gì? Trời! Bụi đời! Trời bụi đời thì mình ngắt luôn. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Vậy? Bây giờ mày chụp tao với là sếp tao với giám đốc tao á. Một tấm hình. Chụp chú. Chụp chú với hai ông bà già nè. Kỷ niệm hồi xưa. Kỷ niệm hồi xưa. Nha. Rồi. Mày chụp giùm mày chụp ba đứa tao tắm đi. Rồi. Ba đứa. Mà tao với lại hai sếp tao. Mà quan trọng mày chụp cho tao cho đẹp nha. Ba người chụp chung. Rồi chụp tao. Rồi chụp đi. Mày bấm lẹ đi. Từ từ. Lâu quá con. Chụp chung mày lát gì vậy? Tao canh cái góc khác mà sao khó khăn quá. Trời nhìn tự cho biết. Tự cho biết. Thôi chụp đi. Giờ giả mà sao khó khăn vậy? Tao cho mày biết nha. Tao nóng lắm nha. Tại tao nhát thôi. Chụp đi. Bây giờ tôi nói như vậy đi, chụp hình phải có thứ tự. Dạ. Là lớn rồi mới tới nhỏ. Dạ. Nó phải có vị trí đàng hoàng với mình nuôi. À từ lớn tới nhỏ hả? Ừ. Thôi dần gì đi. Sao? Ý tôi gì là giờ tôi là thủ trưởng nè, giám đốc nè đó. Giờ tôi đứng đây. Tôi cao nhất. Rồi mới tới vợ tôi nè. Vợ tôi là trưởng phòng nè. Rồi mới tới cậu là bảo vệ, hiểu không? Nó thấp xuống, à, ngồi xuống đi, phải chậm hỏng xuống. Đứng bắt để chú đứng đàng hoàng tội nghiệp mà. Không phải, chậm đầu ngón vậy đó, tôi đều từ cao tới thấp. Đó, bây giờ vậy là tôi không chụp. Sao không chụp? Hồi xưa là sếp là cao, giờ sếp về hưu rồi. Coi như bình đẳng, ai cũng như nhau. Bình đẳng đi ông. Sếp tính như vậy là làm sao mình hòa đồng với nhau được? Này duyệt không? Thôi đừng gì. Thôi vậy đi, em được đi, vợ cũng về hôn rồi mà thôi cũng được đi. Tính đi, lớn tuổi á, đứng sao? Để trẻ ta tính. Để chú ba xếp coi sao đây. Có được không? Từ từ rồi, mày tính sao? Mày chụp đi. Đó. Sao được không? Vậy được không? Không được. Mày tôi phải đứng chế vợ tôi chứ. Bây giờ mày cứ chụp mày hiểu ý tao không? Mày cứ chế vợ. Rồi đứng chế vợ rồi. Rồi bây giờ anh né qua đây lấy nè. Đó rồi xong đứng yên. Rồi bây giờ chồm lên. Rồi đó bây giờ nép vô nha, nép vô cái gốc cây nha. Đó, coi như thấy cái gốc cây không thấy người nè. Đó. Rồi bây giờ lò qua gốc cây luôn, Đó, rồi. Rồi ngước lên trời luôn. Rồi từ từ. Rồi nhìn lên. Rồi xong. Rồi. Cảm ơn mày nhiều. Để tao đưa hình ra rồi. Đưa mày vài tấm kỷ niệm. Nhớ đưa tấm kia luôn. Giám đốc tao, đây là trưởng phòng của tao. Kỷ niệm để tôi đưa mày về, mày để ở nhà. Dạ. Chừng nha. Rồi vậy con đi nha. Rồi, đó, cho tiền mày đó. Cái gì đâu? Hình đẹp có hình đẹp không ba sĩ? Đẹp không? Ủa sao nó? Ủa sao tao làm món ác vậy? Nó chụp ba cái con gì vậy sao? À tấm này được nè. Bây giờ chụp vậy rồi biết ba cái đầu vậy biết nào sếp nào lính. Rồi thằng nào lớn.